ngày nào xe cũng chở như vậy các bạn, quá trời luôn, ngày nào cũng chở thằng mấy xe đi bỏ hết các bạn. Tí nữa mình sẽ quay cái chỗ cái hố mà người ta đổ luôn, người ta đào xong người ta đổ luôn. Còn đây là cái chỗ mà khu gà đẻ nha mọi người, đẻ không kịp thu hoạch trứng luôn, mọi người thấy đẻ nhiều không? Nên trứng nó tồn nhiều á, nên mà ở người Mã Lai á, người ta không bán rẻ cho mọi người, nó cứ là 50 trứng xô á, thì 30.000 nha, nên người ta không có bán rẻ nha, cứ 1.600 lúc một trứng người ta mới bán, chứ người ta không bán rẻ thì mình lấy thì mình mua về được rồi. Còn đây người ta bán là người ta cứ giữ giá vậy, hư thì người ta bỏ chứ người ta không có cho cho mọi người. Nên anh em nào thấy video này thì mọi người xem ha, đây là công ty của Mã Lai ở Tây Ninh nha mọi người, nên mọi người đừng có phán xét vội nha, chứ ai mà đi bỏ trứng vậy, người ta bỏ trứng rất là nhiều luôn mọi người, ngày nào cũng bỏ mấy xe tải gì đó. Mọi người thấy gà không? Quá trời gà luôn, gà rất là nhiều luôn á mọi người, số lượng gà nè, số lượng trứng đẻ ra thu hoạch không kịp luôn, tại vì công nhân ở đây người ta cách ly hết rồi nên không có ai thu hoạch trứng hết á, nên trứng ngày nào cũng đi đổ vậy á mọi người, thấy mà tiếc luôn á, nhìn quá trời trứng luôn nè mọi người.